Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây chào ngày mới phát trên báo lao động. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Theo báo cáo của ngành công thương tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, tình hình xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2023 tương đối thuận lợi. Giá trị thủy sản xuất khẩu, trong đó chủ yếu là tôm không ngừng được nâng lên. Để phấn đấu đạt được 1 tỷ USD trong năm 2023, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, ngành chức năng cùng với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại và đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số thị trường khó tính ở châu Âu. Ngày 12 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định truy tìm 3 luật sư gồm Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng sống ở thành phố Hồ Chí Minh do có dấu hiệu phạm tội khi tham gia bào chữa cho vụ tỉnh thất bồng lai. Theo đó, công an phát hiện cả ba người trên đã có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau vụ sạt lở ngày 11 tháng 6 tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, làm ảnh hưởng đến chính ngôi nhà của người dân. Hiện tại Ủy ban dân xã đã bố trí chỗ ở tạm thời cho một số hộ tại trường trung học cơ sở Tích Thiện trong thời gian chờ an cư. Đồng thời, ban chỉ đạo cấp huyện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi hộ gia đình 3 triệu đồng. Riêng hộ gia đình bà Phạm Thị Vân là hộ cận nghèo, được hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày. Từ đầu năm đến nay, trẻ em mắc tay chân miệng tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng cao, cho thấy nguy cơ bệnh này sẽ bùng phát thành dịch. Cụ thể tại thành phố Cần Thơ đến nay đã ghi nhận gần 200 trường hợp trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có một trường hợp tử vong. Còn tại tỉnh Cà Mau, số ca mắc cũng tăng 78% so với cùng kỳ năm 2022 và xuất hiện ở tất cả các huyện, thành phố. Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, bác sĩ khuyên các phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất nếu thấy trẻ có biểu hiện bất thường. Thưa quý vị và các bạn, sau thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì sắp tới thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện thí điểm thu phí đổ xe tại một số tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều, với mức thu phí đổ xe dự kiến thấp nhất là 15.000 đồng trên một giờ và cao nhất là 30.000 đồng trên một giờ. Việc thu phí này nhằm mục đích hạn chế gây các phương tiện đổ xe trên đường và gây ủng tắc giao thông. Theo dự thảo đề án thu phí đổ xe ô tô, thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành thí điểm thu phí trên 7 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều là đường Hòa Bình, Lý Tự Trọng, Phan Văn Trị, Trần Văn Hoài, Võ Văn Kiệt, Lê Lợi và Sông Hậu. Khi thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người dân, đại đa số các chủ xe đồng tình với đề án trên vì giúp hạn chế ủng tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho xe. Mặt khác, Phía cơ quan chức năng cũng cần tính toán mức phí hợp lý để tránh gây bắt cập sau này. Nếu mà thu thì nó có một người nào đó điều tiết lại đậu vô sao cho nó mỹ quan, cho cái cái đường mình nhìn cho nó cho nó mỹ quan đẹp. Mỗi giờ 15 ngàn thì theo tôi là nó hợp lý. À, theo bản thân tôi thì tôi đồng ý về phương án này. Trước đó, thành phố Cần Thơ đã kêu gọi đầu tư gần 170 bãi đậu xe, Xong chỉ có một dự án được xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng tối ưu khiến thủ phủ miền Tây thiếu trầm trọng nơi giữ xe ô tô. Với đề án trên, nhiều người dân hy vọng rằng sẽ giải quyết được khó khăn giao thông của thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình miền Tây chào ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.